Sau khi chính thức đường ai nấy đi vào tháng 7 năm nay, Song Jin Ki và Song Ye Jo đều gấp rút quay về công việc và nhập cuộc các hoạt động cá nhân. Tuy nhiên, nếu như Song Jin Ki tập trung cho việc diễn xuất trong nước thì Song Ye Jo chỉ tham dự các sự khiếu nại diễn ra tại nước ngoài. Ngoài ra, cô chưa từng hiện ra công khai trước báo giới và dư luận quê nhà Hàn Quốc kể từ khi ly hôn cho đến nay. Điều này khiến nhiều người đồn đoán rằng nữ diễn viên cố ý ra nước ngoài để tránh truyền thông Hàn, đỡ gây xem xét cũng như muốn cho bạn dạng thân thời gian riêng tư. Cho đến mới đây, đại diện của Song Ye Jo đã xác nhận với truyền thông rằng cô sẽ chính thức quay về Hàn Quốc trong tháng 10 này. Cụ thể, vào ngày 17 tháng 10 tới, Song Ye Jo sẽ tham dự sự khiếu nại của một nhãn hàng trang sức cao cấp mà cô đang là đại sứ yêu quý hiệu. Đây sẽ là lần hiện ra công khai trước tiên của nữ diễn viên hậu duệ mặt trời tại quê nhà sau khi hôn nhân tan vỡ. Song Ye Jo đã xác nhận với truyền thông rằng nữ diễn viên sẽ chính thức quay về Hàn Quốc trong tháng 10 này. Sau vụ Hàn ly hôn với Song Jin Ki, đây là lần trước tiên Song Ye Jo nhập cuộc hoạt động tại quê nhà. Vài ngày trước, Song Ye Jo cũng đã quay về hoạt động trên trang cá nhân Instagram sau thời gian im ắng, lôi cuốn không ít sự xem xét của mọi người. Qua đây có thể thấy, Ye Jo đã tự tin và sẵn sàng để đối mặt với giới truyền thông và công chúng trong nước sau khi ly hôn.